界大了，若有公理，说有法可依，达善恶计算，可会判决情与义？忘掉了对与错，每次都选择时，各有各位可寻觅住处，遥遥长路方知。冥冥中天意，黑白是非，偶然藏起，不如重新的驱离。灰色轨迹如何能忘记？到了这境地，现实假如难关，纵能承担，只迷途往返。命运错地循环，错地相反，怎分纵与间？我渐倦疲。Lộn con vậy. Ý trời ơi. Có một luật sư tới tìm cô có gặp không? Tôi không muốn gặp ai. Luật sư Cao, xin lỗi anh, cô không muốn gặp anh. Cô hỏi thăm thử mấy chị em trong hộp đêm, xem phạm nhân lúc nãy nói có thật không? Dạ, sếp Phân đi. Cô về trước đi. Ok, tôi có chuyện. Hai. Đúng lúc vậy. Không, tôi cùng đồng nghiệp tới lấy lời khai. Đồng nghiệp đi rồi hả? Cậu có cần quá gian không? Tôi không khách sáo đâu, tôi không có lái xe tới. Phiền cậu giúp tôi để phía sau. Được. Sao anh lại ở đây? Làm việc à? Phải. Tìm đầm Mỹ Trinh, nhưng cậu không chịu gặp tôi. Cậu vẫn ngồi tù. Trong lòng của tôi ai nấy lắm, cảm thấy như mình đã hại cậu. Nói tới ai nấy, tôi càng ai nấy hơn. Tôi không giúp được cổ. Anh muốn giúp cổ kháng án à? Tôi muốn tới tìm cổ nói chuyện, xem thử có giúp được gì không. Tuy cơ hội rất là thấp, cơ hội thành công cũng không lớn, nhưng mà cũng phải thử xem. Bây giờ cổ lại không chịu gặp tôi, chắc là cổ tuyệt vọng lắm. Xem ra chuyện này là cú sốc rất lớn với cổ. Ngày mà nằm trong đó nói, cổ tự nhốt mình, từ bỏ bản thân, không chịu gặp ai. Nếu cậu cứ làm như vậy hoài, không ai giúp được cậu. Cậu đừng quá bận tâm. Cũng phải, chúng ta cũng không làm được gì. Có lúc con người là như vậy. Cậu đi tới một nơi nào đó, không biết đi tiếp thì sẽ kẹt ở đâu. Nếu cậu muốn dừng lại, cậu sốt ruột cũng vô ích thôi. Nhưng mà không thể mãi dừng lại ở một chỗ. Số phận cũng sẽ đưa cậu đi con đường phải đi thôi. Có lẽ lúc này số phận muốn cậu tạm nghỉ. Còn chuyện lúc nào đi tiếp là do cổ. Mọi người đều có con đường của mình mà. Sếp à, sếp muốn đi con đường nào? Cứ gọi tôi là Phân đi. Dù sao tôi cũng rảnh, anh đi đâu tôi theo đó. Thật sao? Bánh này ngon lắm hả? Không biết nữa, lấy đại thôi. Anh cũng đâu kén chọn lắm. Nhiều lúc cái muốn ăn thì ở trên cao, nhưng lười nhờ người khác nên đành phải ăn cái khác thôi. Thế giới không chiều theo cậu thì cậu phải chiều theo thế giới. Nếu chọn được thì ai không muốn chọn chứ. Anh thường tới siêu thị này mua đồ à? Đúng, tôi thường tới đây mua đồ. Anh mua nhiều như vậy mà không nhờ ai giúp anh, làm sao cầm hết được? Có người đưa hàng mà. Tôi ở một mình, đâu có ai giúp. Chỉ dựa vào mình thôi. Tôi cũng đã quen rồi. Nhớ lại mấy năm trước, biết mình không thể đứng dậy được, đúng là bị sốc nặng lắm. Mấy năm đó tôi sống rất khổ sở, mệt mỏi lắm. Sau khi má xuất viện, cuộc sống thường ngày có lúc sẽ cần người chăm sóc, nên phía bệnh viện đã sắp xếp nhân viên trị liệu tới giúp ảnh. Xem tự thiết kế trong nhà có cần thay đổi lại hay không. Có người giúp nó thì tốt rồi, chúng tôi không biết làm sao chăm sóc nữa. Nhưng khi vừa mới về nhà, lúc lên xuống giường, ngồi ghế và đi toilet, chú dù ảnh là được rồi. Tôi dìu không nổi đâu,
để em nó làm được rồi. Con còn phải đi làm nữa chứ, con đâu có thời gian coi chừng ảnh đâu. Đi toilet cũng phải giúp đó. Thời gian đầu là vậy, sau khi ảnh thích ứng rồi thì sẽ biết tự chăm sóc mình. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi ra ngoài trước nha. Kiết Hạnh à, ba không cần lo lắng đâu. Khi con đứng dậy được thì không cần ai giúp nữa. Kiết Hạnh à, con đối mặt hiện thực đi. Bác sĩ nói thần kinh cột sống của con đã hoại tử gần hết rồi. Cho dù qua Mỹ điều trị cũng chỉ là tiêm thuốc để thử nghiệm, để kích thích thần kinh tái sinh lại thôi, nhưng mà chưa chắc thành công đó. Cơ hội nhỏ mấy con cũng phải thử. Con không tàn tật, ngón chân của con còn cử động. Ba nói dù bán nhà cũng giúp con mà. Kiết Hạnh à, 4-5 triệu đồng mới là phẫu thuật lần thứ nhất thôi, mà còn chưa chắc thành công nữa. Lỡ không được thì sao chứ? Ba về hưu rồi không có tiền đâu, con phải nghĩ cho ba chứ. Phải đó, không được đâu anh. Anh phải chấp nhận đi. Đừng có như vậy mà. Con có chuyện gì cũng còn có ba. Dù ba không giúp được thì cũng còn em trai của con đây nè. Đúng rồi. Nếu cần gì anh cứ viết hết ra giấy, kêu người ta tới giao hàng. Đừng mua xong cái này rồi lại quên cái kia, bắt em phải mang tới liền cho anh. Em đâu có thời gian để hầu hạ cho anh đâu. Chuyện gì cũng nhờ em hết. Tính ra đi, để em lấy cho. Em sẽ hầu hạ anh 24/24 được chưa? Bây giờ em đâu cần đi làm nữa. Không thể hiểu nổi. Đi làm cũng không được, còn phải hầu hạ anh mình nữa. Trời, chuyện gì vậy? Minh à. Trời, anh bị sao vậy? Đi tiểu cũng không được. Thôi anh mang tã luôn đi. Nè, hãy làm theo lời tôi chỉ dẫn. Lúc nhấc chân lên á, anh phải dùng ý chí. Bây giờ thì nhấc chân trái lên, chân phải, chân trái. Anh thử thẳng lưng lên, mắt nhìn về phía trước. Cậu xem, bây giờ tôi giỏi biết mấy, chuyện gì cũng tự làm được. Cảm giác chân thật hơn nhiều. Để tôi. Nè, sẵn lấy giùm tôi 2 gói luôn. Được thôi, sau này nếu cần giúp gì cứ gọi cho tôi sẽ giúp cho anh. Vậy tôi không khách sáo đâu, sẽ có cậu ở đây. Nhờ cậu lấy 2 thùng bia giúp tôi, thêm 2 bao gạo nữa, nhờ cậu khiêng giùm tôi luôn. Khiêng thì không có vấn đề, anh không có anh em cứ xem tôi là anh em đi. Tôi không chỉ có thêm anh em mà còn thêm một người giúp việc nữa. Giúp việc thì giúp việc, muốn mua gạo chứ gì, gạo Thái hay gạo Trân Châu? Nói giỡn thôi, nhưng mua bia là thiệt đó. Nè, nên mua bia đen hay là mua bia Thái? Uống bia đen ngon hơn. Sao cửa lại mở vậy? Để tôi vào trước xem. Sao đồ đạc tùm lum vậy nè? Đừng động vô mấy thứ ở đây, anh coi có mất thứ gì quý giá hay không. Ê, trộm mà cũng trộm ngu nữa. Nhà tôi nhỏ như vậy, làm gì có đồ quý giá chứ. Thù nào hay là lúc ra tòa đắc tội với ai đó không? Không có. Có lẽ lúc đi xe lăn đụng trúng người ta thôi. Anh có mất thứ gì hay không? Tôi mất 1 cặp đồng hồ. Đồng hồ gì? Đồng hồ tình nhân, không đáng giá đâu. Đồng hồ cặp? Là đồng hồ cặp của tôi với bạn gái trước đây. Sau khi gặp nạn, cậu đã trả lại cho tôi. Tôi lại không nỡ bỏ, nhưng cuối cùng cũng không giữ được. Thôi bỏ đi, mất rồi thì thôi, kệ nó đi. Cặp đồng hồ có giấy tờ không? Tôi báo với cảnh sát để họ tìm thử, biết đâu sẽ tìm được. Có thể tìm lại được, vậy thì thử đi. Vậy cũng phải. Thật ra sơn móng tay có ảnh hưởng gì? Hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ chuyên khoa về da liễu, bác sĩ Trần Hậu Lợi tới trao đổi với chúng ta. Xin mời bác sĩ Trần.
Chào bác sĩ. Chào các dì. Thật ra bản thân tôi cũng rất sợ sưng móng tay. Tại sao hả? Má, con về rồi. Chà, bầu trời sập xuống rồi hả? Con đi siêu thị mua đồ sao? Má đi mới kỳ lạ, con đi có gì lạ đâu. Hử? Con chọc má đó hả? Không phải. Bình thường mấy cái này đều có gì các con mua về, đâu cần má phải đi mua chứ. Thì ra má cũng biết, má là một người mẹ, mấy chuyện này không phải do má làm hay sao? Con uống cà phê nữa hả? Hồi nãy đi siêu thị con gặp anh Mát, nghe anh nói cà phê này rất ngon, cho nên mua về uống thử. Mát, là Cao Triết Hành lần trước con kể phải không? Dạ. Làm bạn luôn rồi hả? Tình cờ gặp nhau thôi. Nếu không gặp ảnh con cũng không biết anh sống một mình. Bình thường mọi chuyện đều phải tự làm. Không phải con nói cậu ta đi lại bất tiện hay sao? Ở một mình phiền lắm đó. Cậu ấy không có nhà hả? Có, nhưng mà nhà của ảnh rất vô tâm. Sau khi biết ảnh không thể đi được nữa thì bỏ mặc ảnh. Thảm nhất là bạn gái cũng bỏ luôn. Không phải chứ, có loại bạn gái và người nhà như vậy hay sao? Đúng là đáng thương. Ông trời kêu ai thì nấy dạ thôi. Sự thật là vậy đó. Nhưng mà nói thật là nếu như không phải tại con, có lẽ ảnh cũng không như vậy. Con lại nữa rồi, liên quan gì tới con chứ? Má thật sự không hiểu, má nuôi con lớn tới chừng này, không biết tại sao con lại dễ mềm lòng như vậy nữa. Con là cảnh sát đó, con phải cứng rắn, phải thật điềm tĩnh, bình tĩnh và khách quan, không được làm việc theo cảm tính, understand? Dịch mà đâm. Như vậy đủ cứng rắn chưa? Con đừng có tưởng là con nói giỡn mấy câu thì má không biết nha. Con đang nghĩ cái gì vậy? Con thực sự không thể chuyện gì cũng gánh hết trách nhiệm vào mình được. Cứ vác cái bao lớn ở trên lưng á, làm sao mà làm người được? Làm sao làm cảnh sát chứ, hả? Con biết, nhưng mà con cảm thấy ảnh không chỉ rất có tài mà còn là một người rất chính trực. Con lại hại ảnh thành như vậy, mà con biết con khó chịu cỡ nào không? Cho nên con đã nói, sau này ảnh có chuyện gì con nhất định sẽ giúp ảnh. Mấy chuyện giúp người khác á, giúp được thì mới giúp. Có lúc giúp người á, phải có nguyên tắc và tùy duyên nữa. Con biết rồi. Sao về trễ vậy? Con mua gì đó? Ôi là cơm chiên, quan cơm đi. Hôm nay của má nuôi nè. Hôm nay của cậu nè. Cảm ơn. Dì các con à, trước khi con nổ súng á, có phải nên xem kỹ tình hình hay không? Cơm này hình như hơi lạc. Con đi lấy nước tương nha. Nè, con làm gì vậy? Tôi đâu cần nước tương. Ăn mặn vậy không tốt đâu. Tôi xin lỗi. Dì cá à, con có như người mất hồn vậy. Nó đâu cần thêm nước tương con lại đổ cho nó. Con không sao chứ con? Dạ không. Con đi toilet. Nè, con nhìn coi nó sao vậy? Cứ như người mất hồn, ăn cơm mà cắm đầu xuống không nhìn chúng ta, nói chuyện không đầu không đuôi gì hết. Có lẽ cậu ấy sắp phải ra tòa cho nên mới thất thần như vậy. Má cũng biết mà, cậu ấy nhát gan lắm. Bây giờ chết người, cậu ấy lo là phải. Má yên tâm đi, để con canh chừng cho. Đã lớn như vậy rồi cũng cần người canh chừng sao? Làm sao làm cảnh sát được? Trước đây cứ đi theo tên Tiêu Vĩnh Quang đó, học mấy cái thói hư tật xấu, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện thôi. Cũng giống như tên Quang đó, có chuyện là đuổi ngay. Đừng có nghĩ má là má nuôi thì có kim bài miễn tử. Má là má con bao nhiêu năm, không ngờ má nhẫn tâm như vậy. Nếu như con vào tổ của má làm, chắc con cũng gặp nguy hiểm, bị đuổi ngay lập tức. Vậy con phải tập trung tinh thần theo má thì... Ok ok, con hiểu hết rồi. Ở nhà thì là má, tới sở cảnh sát thì má làm madam. Cho nên ngày mai má hay làm madam có được không? Ăn cơm. Làm ơn chờ chút. Cảm ơn. Ý, chào sư huynh. Chào cô. Tôi là Dương Mạn Băng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới tổ trọng án trình diện, mong anh giúp đỡ. Vậy sao? Tôi cũng ngày đầu đi làm. Anh cũng vậy hả? Vậy anh có biết trong tổ này có ai không? Như vậy thì không được đâu. Vô làm mà không tìm hiểu trước, có cần tôi nói cho anh biết không? Nè, thứ nhất, cấp trên của tổ này là Madam Shin, Tiễn Tuệ Anh. Người giống như tên, vừa anh minh vừa sáng suốt, từng phá rất nhiều vụ án lớn, là tấm gương của nhiều nữ cảnh sát. Còn một điểm nữa, con trai của bà ấy cũng nổi tiếng lắm, là thần tượng của rất nhiều nữ cảnh sát đó. Vậy hả? Con nói quá không đó. Nè,
Tôi không hề nói quá đâu. Con trai của bà ấy tên Trương Lập Quân, là một tay thiện xạ. Mấy năm trước lúc ảnh còn là cảnh sát viên, chỉ một phát là bắt được hung thủ, sau đó thi lên thanh tra, bây giờ đang kiến tập ở đội khác. Khi nào rảnh tôi sẽ qua đó để coi thử. Tôi nghe nói là ảnh đẹp trai lắm. Thật sao? Ừ. Anh gặp rồi hả? Vậy thì không. Nói chuyện gì vui vậy? Madam. 18689 Dương Mận Băng trình diện. Xin chào Madam Xin. Chào cô. Chào các sư huynh sư tỷ. Chào cô. Chào. Ờ xin lỗi. Xin chào. Chào anh. Chào anh. Xin chào. Mọi người đều đã biết hôm nay có hai nhân viên được điều tới. Người này là nhân viên bên đội tuần tra Dương Mạng Băng. Kêu tôi IC được rồi. Sếp ở bên đó khen IC nhanh nhẹn lắm. Hy vọng cổ qua đây sẽ nhanh nhẹn hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng thưa Madam. Ừ. Còn người này thì không cần giới thiệu nữa. Sếp anh đi, sau này nhanh giúp đỡ. Mọi người cũng vậy. Sau này hai má con được làm chung rồi. Cái này gọi là má con đồng lòng mọi chuyện thành công. Tôi là Madam ở đây. Công ra công, tư ra tư. Understand? Yes, Madam. IC, để tôi giới thiệu với cô. Đây là cậu Thái, Quân, Hiên. Tổ trưởng ở đây là cậu Đạt và cậu Phong. Còn một người tên Nghĩa, nhưng tạm thời cậu ấy phải qua đội khác vụ giúp. Sau này khi trở về tổ, tôi sẽ giới thiệu lại. Yes, Madam. Hồi nãy tôi thấy ảnh tan sở rồi, nhưng mà ảnh vẫn chưa về. Vậy à? Tối đó, tôi tới hẻm dự tin hiện trường vụ án thì nhìn thấy tên cướp che mặt, cầm dao uy hiếp nghị viên Hồng. Rồi sau đó hắn còn muốn gây bất lợi. Madam, tan sở mà không về, đang ở đây học cổ khung sao? Dạ, ở đây yên tĩnh, con đi toilet chút nha. Lại tránh né, con sợ đối mặt với má hả? Không phải. Ngồi đi. Dạ. Tại con sắp ra tòa rồi, con hồi hộp lắm. Về nhà lại sẽ phóng viên chụp hình nữa. Tới lúc đó không biết là viết bậy cái gì nữa đây. Con khờ quá à. Đi đứng ngay thẳng thì sợ cái gì chứ? Không phải đâu Madam à. Con sợ lúc ra tòa nói sai cái gì đó, không những bị mất việc, còn bị phán tội giết người nữa. Con thấy áp lực quá. Má hiểu. Con sợ bị mất việc, ba má ở Đại Lục sẽ không ai nuôi dưỡng đúng không? Con thật sự không cần phải lo. Má thấy khổ cung này đâu có vấn đề gì. Con nói tối đó đi ngang qua hẻm Diệu Tinh, thấy tên cướp đe dọa con Tinh nên đã nổ súng theo bản năng, nhưng mà không trúng nên đã bắn phát thứ hai vào tên cướp. Không ngờ tên cướp đưa con Tinh ra đỡ, kết quả con bắn trúng con Tinh. Sau đó tên cướp định xông vào con lập tức nổ phát súng thứ ba bắn chết tên cướp đó. Tình hình lúc đó chỉ vậy thôi. Mỗi một cảnh sát nếu nhìn thấy một tên cướp cầm con dao đe dọa tới con Tinh, ai cũng sẽ làm như con. Đâu có ai ngờ được hắn đưa con Tinh ra đỡ. Khi con ra tòa cứ nói sự thật là được. Bình tĩnh. Nhưng căn nhà này nếu cứ tiếp tục thuê cũng không phải là cách. Cô có hỏi ý của May chưa vậy? Con cần phải hỏi sao? Tôi quyết định trả giùm chị rồi. Đồ của chị tôi gửi ở chỗ của ba. Đâu có ai như chị. Làm gì cũng phải hỏi ý kiến của bạn trai. Phải rồi. Mày vẫn khỏe chứ? Tôi có tới trại tạm giam tìm cổ, nhưng thì ra cổ không ghi tên tôi trong danh sách những người muốn gặp nên không gặp được cổ. Không biết cổ ở trong đó ăn uống sao nữa. Đương nhiên là ăn không vô rồi, chỉ đang ngồi tù, không phải đi du lịch. Nếu chị xem chị là bạn á, thì hôm đó ra tòa được làm như vậy. Nếu chị thật sự quan tâm chị, trước đây chị đừng có trốn biệt tâm biệt tích. Bây giờ chị đi tù rồi, chị mới quan tâm. Đừng giả bộ mẹ khóc chuột nữa mà. Tôi cũng đâu biết là sẽ như vậy đâu. Hôm đó luật sư đó nói này nói nọ, tôi cũng cảm thấy không liên quan tới May. Chị em chúng tôi quen biết đã lâu rồi, không lẽ tôi muốn cổ ngồi tù hay sao chứ? Tôi thật sự rất lo cho cổ. Cô cho tôi biết bây giờ May sao rồi? Tôi đâu có biết đâu. Tôi chưa từng ngồi tù mà. Bây giờ chỉ không chịu gặp ai hết. Nghe bà Nam nói trên danh sách vô thăm nuôi á, không có một người. Cả cô cũng không có sao? Ừ. Vậy bây giờ chắc cổ cô đơn lắm. Cổ chịu cú sốc lớn như vậy, làm sao đây? Chúng ta phải làm gì để giúp cho cổ đây? Chị không hề cô đơn đâu. Tôi nhất định ủng hộ chị. Còn chị thì sao? Vậy bây giờ chúng ta phải nghĩ cách khiến chị chịu gặp chúng ta. Tôi nhớ có một chương trình phát thanh
chuyên giúp người thân bạn bè của phạm nhân gọi điện để an ủi người thân đang ở trong tù. Chúng ta gọi điện trước để chị May nghe thấy, mềm lòng rồi có thể lúc đó chị ấy sẽ chịu gặp chúng ta thôi. Như vậy được đó, mau gửi thử đi. Những phạm nhân ở trong tù một tháng chỉ được gặp người thân một hai lần, nhưng họ không hề cô đơn vì có rất nhiều người thân và bạn bè luôn thương nhớ họ. Gọi được rồi, gọi được rồi. Để xem hôm nay sẽ là cuộc gọi của ai đây. Chào bạn, cho hỏi tên gì? Tôi tên là Miu Miu. Alo, còn tôi là Tâm. Chúng tôi muốn nói mấy câu với cô May ở Đại Lãm. Chúng ta hãy dành thời gian cho cô Miu Miu và cô Tâm gửi lời thương nhớ tới cô May ở trong tù. Alo, chị May, em là Miu Miu nè. Chị có nghe thấy không? Sao chị không chịu gặp mọi người chứ? Em nhớ chị lắm đó. Alo, May, tôi là Tâm đây. Tôi có tới thăm cậu. Nhưng mà Đam nói cậu không ghi tên tôi trên danh sách thăm nuôi. Cậu vẫn còn giận tôi sao? Chúng ta mãi mãi là chị em tốt mà. Cậu đừng giận tôi nữa nha. Chị May, dù như thế nào thì cũng phải cho em gặp chị chứ. Chị yên tâm đi, chị không cô đơn đâu. Em với chị Tâm nhất định ủng hộ chị mà. Chúng tôi ủng hộ cậu. Tụi em luôn ở cạnh chị tới khi nào chị được thả ra. Tôi đã nói nếu mình gọi điện tới, chỉ nghe xong sẽ chịu gặp mình ngay mà. Tốt quá rồi. Cuối cùng chị cũng chịu gặp tụi em rồi. Em nhớ chị lắm đó. Chị sống ở đây sao rồi? Chị ăn có no không vậy? Tôi cần em mua cái gì cho chị ăn không? Chủ nhà nó hai tháng nay chị không đóng tiền. Em cãi với ổng một trận luôn. Nhưng chị Tâm đã đóng tiền cho chị rồi, giải quyết xong hết rồi. Nhưng em quyết định trả nhà là giúp chị. Em phải cãi dữ dội với chủ nhà không mới chịu trả tiền cọc đó. Chị yên tâm đi, tiền đó em tạm thời giữ giùm chị. Đồ của chị em gửi ở chỗ bà. Đợi chừng nào chị ra, em sẽ dẫn chị tới đó lấy về. Chị yên tâm, em không bỏ đồ của chị đâu. Đồ của chị em muốn giữ hay bỏ thì tùy ý. Bây giờ chị có tiền án, ra ngoài cũng không có tương lai. Chị còn lo mấy chuyện đó để làm gì? Hai người đừng lo cho tôi. May à, chúng ta quen nhau nhiều năm rồi, sao bỏ mặc cậu được chứ? Cậu đừng nói như vậy được không? Bây giờ quan trọng nhất là cậu phải thật khỏe mạnh. Nếu có chuyện gì, ra ngoài rồi tính tiếp. Người như chúng tôi có biến khỏi thế gian cũng không ai biết. Chị tôi không hỏi han gì tới tôi. Bây giờ hai người gọi điện tìm tôi.
Là Mỹ Trinh. Chúng tôi phụ trách điều tra về cái chết của nghị viên Hồng và Hà Thế Huy. Xem lại lời khai của cô trước đi. Có vài chỗ tôi không hiểu, vì vậy mong cô hãy kể lại lần nữa những gì mà cô nghe sau tiếng súng tối hôm đó. Tôi đã nói rồi mà, còn hỏi nữa hả? Mời cô hợp tác, nếu không chúng tôi sẽ kiện tôi chứ gì. Vì tôi nói hôm đó tên Quả lôi tôi ra sau hẻm, rồi chúng tôi cãi nhau. Tôi nghe được tiếng súng đầu tiên, đừng mà. Sau đó nghe nghị viên Hồng la lên đừng mà, tiếp theo là tiếng súng thứ hai, cuối cùng là tiếng thứ ba. Cô chắc là đã nghe nghị viên Hồng nói đừng mà không? Đúng. Cô khẳng định cô không nghe lầm chứ? Không lầm. Hỏi tôi 10 lần tôi cũng nói như vậy thôi. Ok, cô xem lại có vấn đề gì không. Không có gì thì ký tên vào. Đi được chứ gì? Mời. Không giống như đồng nghiệp ngủ súng đã nói, ảnh không có kể chuyện nghiệp viên Hồng nói đừng mà. Vậy hỏi rõ lại. Bia đi. Cảm ơn. Thả lỏng một chút đi. Nè, cạn đi. Không có sao đâu mà. Không sao thì tốt rồi. Nhưng mà họ cứ cách vài ba ngày lại tới tìm tôi, hỏi tới hỏi lui, hỏi tôi tại sao lại bắn sai. Ông biết tôi căng thẳng là sẽ không nói được gì hết mà. Tôi sợ tôi nói sai đó. Cậu đừng lo lắng quá. Hay làm vậy đi, tôi sẽ tìm luật sư cho cậu, để luật sư ra tòa nói thay cho cậu. Vậy không cần phải lo. Được thì tốt rồi. Anh có lộn không vậy? Một chai rượu như vậy mà tới 8.000 lượng hả? Tôi không trả tiền đâu. Cô Lăng à, đây là chai 86 mô sành đó, giá này là phải rồi. Tôi biết chứ, anh nghĩ tôi không biết hả? Motion chứ gì, trước giờ tôi chưa uống tới 5.000 đâu. Được rồi, tôi trả. Cảm ơn anh. Không có gì. Dạ. Đúng rồi, tặng cô gái này một ly bia đi. Rượu ngon cũng không biết uống, uống bia sẽ hợp hơn. Dạ, thưa anh. Nhưng mà cô cũng đừng uống nhiều quá, nếu không tới lúc uống sai rồi là đi ăn cắp, là phải tốn tiền mướn tôi cãi cho cô. Người đó là ai mà kiêu ngạo quá vậy? Cả khách cũng không nể mặt nữa. Elvis Dung, luật sư ông, nổi tiếng là người hống hách. Nhưng mà cậu ấy giỏi lắm đó. Hay là chúng ta tìm cậu ấy giúp cậu, vậy là cậu yên tâm rồi. Tôi không quen, làm sao hắn chịu giúp chứ. Xem như cậu may mắn tôi quen cậu ta. Vậy thì sao? Tôi đâu có đủ tiền. Tôi trả giúp cậu là được rồi. Ông nghĩa khí tới vậy hả? Cảm ơn ông nha. Tôi với cậu còn gì khách sáo nữa chứ. Nhanh qua đó làm quen đi. Nghĩa. Nè. Hả? Thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá. Thế mặt mũi cậu trắng xác như vậy, lát nữa lên tòa phải làm sao? Vẫn còn thời gian, ăn sáng trước được không? Tôi không ăn đâu. Tối qua căng thẳng không ngủ được. Cậu biết tôi rồi, hãy căng thẳng là tôi không có nói được gì hết á. Còn phải dậy sớm chuẩn bị nữa. Tòa án cũng chỉ hỏi theo trình tự thôi. Cậu có sao cứ nói vậy, nói theo sự thật mà. Có tôi và luật sư bên cạnh không cần phải lo. Ừ. Alo. Tôi đây. Ok, tôi tới liền. Ok, cảm ơn. Bye bye. Bên cảnh sát gọi tới, nói vụ nhà anh Matt bị đột nhập đã có manh mối rồi, kêu tôi tới ngay. Cậu đi mình có được không? Được rồi. Cậu dừng phía trước được rồi. Thật không? Ừ. Phiên tòa ngày hôm nay mục đích là muốn làm rõ nguyên nhân cái chết và tình hình vụ việc. Sau khi luật sư hỏi xong, người nhà có liên quan và những người giúp ích cho vụ việc có thể đặt câu hỏi. Anh Ngũ Thường Nghĩa, xin anh kể lại tình hình ở hiện trường lúc đó thêm lần nữa. Tối đó tôi đi ngang qua con hẻm đó, thấy tên cướp Hà Thế Huy đã dùng dao uy hiếp nghị viên Hồng Quốc Đống muốn làm hại ảnh. Tôi đổ súng muốn cả tên cướp lại. Phát thứ nhất bắn không trúng,
Tới lúc tôi bắn phá thứ hai thì tên cướp lại đem Nghị Viên Hồng ra để làm bia đỡ, cho nên tôi mới bắn trúng Nghị Viên Hồng. Lúc đó mọi người đều hốt hoảng. Sau đó Nghị Viên Hồng đã bị trúng đạn ngã xuống đất. Tên cướp cầm dao xong tới tôi định làm hại tôi, nên tôi bắn phát thứ ba, bắn trúng tên cướp. Được, thưa chánh án, tôi đã hỏi xong. Anh Ngũ Thừa Nghĩa, anh có đồng ý lúc đó dành tuân thủ nguyên tắc lấy tính mạng dân làm trọng cho nên mới nổ súng hay không? Tôi đồng ý. Thưa cô Đàm Mỹ Trinh, cô có thể kể lại một lần nữa quá trình lúc nghe tiếng súng được không? Hôm đó tôi bị tên Quả lôi ra sau hẻm, tôi nổi điên lên cãi nhau với hắn. Lúc cãi nhau tôi nghe tiếng súng đầu tiên, sau đó nghe Nghị Viên Hồng la lên đừng mà, rồi tôi nghe tiếng súng thứ hai, rồi khoảng một phút sau đó tôi nghe được tiếng súng thứ ba. Cô thực sự nghe Nghị Viên Hồng la đừng mà hả? Phải. Tại sao Quốc Đống lại la đừng mà? Phải đó, có phải cảnh sát không nên nổ súng không? Ở đây có vật chứng B9 là sơ đồ hiện trường vụ án. Cô Đàm Mỹ Trinh, căn cứ theo sơ đồ này, lúc đó Hà Thế Huy đe dọa Hồng Quốc Đống là ở hẻm Diệu Tinh, trong khi đó chỗ của cô là ở hẻm Diệu Sương, cho nên toàn bộ quá trình cô không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy thôi. Mà lúc đó cô còn đang cãi nhau với tên tội phạm, nhưng mà hắn lại là bạn trai của cô. Có khi nào trong lúc hỗn loạn cô đã nghe lầm không? Không có, tôi không có nghe lầm. Cô khẳng định không nghe lầm? Cách sao như vậy, cô vốn không thể nghe rõ được mà. Tôi nói anh không tin, vậy kêu tôi tới đây để làm gì? Được, tôi hỏi cô một câu khác. Lúc nãy cô nói nghe tiếng súng thứ hai, sau đó khoảng một phút cô nghe tiếng súng thứ ba. Sao cô có thể khẳng định đó là một phút chứ? Tôi cảm thấy là một phút. Vậy cô cảm thấy chúng ta đã nói chuyện bao lâu rồi? Khoảng 2 phút. Chúng ta nói chuyện chỉ mới một phút thôi. Khái niệm thời gian của cô hoàn toàn không có. Cô nghĩ phát súng thứ hai và thứ ba cách nhau một phút là vô căn cứ. Tôi thực sự cảm thấy rất lâu. Bây giờ anh muốn hại tôi hay sao? Nhân chứng, xin cô hãy kiềm chế tâm trạng của mình. Khái niệm thời gian của cô rất mơ hồ, trí nhớ thì rất lộn xộn. Có khi nào cả sự việc là do cô dựng ra, tất cả do cô nói lung tung không? Tại sao tôi phải dựng chuyện chứ? Anh không tin tôi thì thôi. Vì khẩu cung của cô ngay từ đầu đã không đáng tin rồi. Cô đã từng nói cô không nhận ra tên cướp đó, nhưng thì ra cô đã sớm biết đó là bạn trai của cô. Cô nói cô không đụng tới tang vật, nhưng cuối cùng thì tòa phát hiện vân tay của cô liền sửa khẩu cung nói là có đụng tới. Cô nói chuyện trước sau bất nhất, nói lung tung mơ hồ. Lần này và lần trước đều không giống nhau, vốn không có câu nào đáng tin cả. Đúng vậy đó. Vậy anh cứ xem như tôi nói bậy đi. Tôi nói bậy đó, được chưa? Anh vừa lòng chưa? Tôi đi được chưa? Nhân chứng, xin cô hãy kiềm chế tâm trạng của mình. Thưa chánh án, tôi đã hỏi xong rồi. Sau khi bổn tòa nghe xong tất cả lời khai của nhân chứng, phát hiện lời khai của Đàm Mỹ Trinh và Ngũ Thừa Nghĩa không khớp với nhau, còn những câu hỏi bên phía luật sư đưa ra, cả hai nhân chứng đều đã đưa ra câu trả lời. Dựa theo trình tự của phiên tòa, bổn tòa cần hỏi thêm một số người có liên quan tới Nghị Viên Hồng Quốc Đống. Có ai có câu hỏi gì không? Gia đình của nạn nhân có đưa ra câu hỏi nào không? Tuy vụ án lần này lời khai của hai nhân chứng hoàn toàn không khớp, nhưng bổn tòa cho rằng khẩu cung của Đàm Mỹ Trinh mơ hồ, không rõ ràng, không đáng tin tưởng. Còn cảnh sát Ngũ Thừa Nghĩa vì bảo vệ người dân nên mới nổ súng, khẩu cung cũng không có chỗ nào không hợp lý. Bổn tòa tuyên phán Hồng Quốc Đống chết do tai nạn, Hà Thế Huy bị bắn hợp pháp, còn cảnh sát Ngũ Thừa Nghĩa nổ súng hợp pháp. Bãi tòa. Bãi tòa. Luật sư Ông, cảm ơn cậu. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Anh đã tìm tôi, chắc chắn có kết quả tốt. Cậu ta nổi tiếng là chảnh chẹ đó, mình quan trọng là thắng kiện thôi. Dạ phải. Rồi đi ăn mừng thôi. Được rồi. Sư huynh, lần này cảm ơn anh. Mới đó đã nhận được tin tức đồng hồ của bạn tôi đang cầm ở đây. Nè đừng khách sáo, người cầm đồ nói cho tôi biết sáng nay có người tới đây định chuộc lại đồng hồ, nhưng không ăn đủ tiền, nói lát nữa sẽ quay lại. Tôi nghĩ chờ lát nữa sẽ xuất hiện thôi.
Anh có nghe tả về người đó hay không? Nghe nói là một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Có người tới kìa. Alo. Được. Được. Cảm ơn. Là người đó. Đồng hồ cặp đây. Sao rồi, đã mang đủ tiền chưa? Đủ tiền rồi nè, đếm lại đi. Cảnh sát. Chuyện gì vậy sếp? Sao ông lại có cặp đồng hồ này? Có phải là lấy trộm không? Sếp à, đừng nói bậy nha. Đồng hồ của con trai tôi tới chuột thôi mà. Cao Triết Hành là gì của ông? Con trai tôi. Sư Quân à, tôi nghĩ dù lần này là vấn đề trong gia đình, để tôi giải quyết. Cảm ơn anh. Ok, giao cho anh đó. Sếp à, tôi không biết gì hết thiệt mà. Ông không cần che giấu nữa. Tôi biết đồng hồ này không phải do ông mang đi cầm. Tốt nhất là ông nói thật đi. À, thì ra sếp quen với con trai của tôi hả? Vậy thì tốt rồi. Thật ra chỉ là hiểu lầm thôi, không cần làm lớn chuyện. Trả đồng hồ cho anh. Không có. Em còn nói dối, ba đã nói với anh rồi. Em lấy của anh đó, vậy thì sao? Anh nợ em mà. Anh nợ em, bao trả đồng hồ cho anh. Anh cút đi. Nè, đừng cãi nhau nữa có được không? Đồng hồ của con nè. Sao cậu tới đây? Đồng nghiệp của tôi nói có người mang đồng hồ đi cầm. Chắc là người đã đột nhập vào nhà của anh. Nè sếp, sếp đừng có nói bậy nghe. Là anh liên lụy tôi mất tiền, phải đền cho tôi đó. Mấy câu như vậy mà em cũng nói được, em mất tiền liên quan gì tới anh? Nếu không phải anh nói giới thiệu Mã Khải Nguyên cho em quen, thì em đâu dùng danh nghĩa của anh ta nhập một lô hàng với giá rẻ. Mấy tháng nay cả danh thiếp cũng không có. Hại em phải ôm nguyên một lô hàng, tiền vốn kẹt cứng, là anh hại em đó. Em bị điên hả? Là em nói muốn làm quen Mã Khải Nguyên, bắt anh giới thiệu cho em. Anh còn chưa gặp mặt được anh ta, làm sao giới thiệu với em chứ? Tại em tham lam, chứ gì đã đi nhập hàng. Bây giờ thua lỗ thì đổ thừa cho anh. Tất cả là em tự chuốc lấy. Em tự chuốc lấy hả? Nè, anh nói cái gì vậy? Đã, đã. Đừng động tay đâu chứ. Dừng tay. Đừng có làm vậy mà, đừng có cãi nhau nữa. Uổng công em đã chăm sóc anh, còn giúp anh đứng dậy được. Bây giờ anh là đại luật sư nổi tiếng rồi, anh mở mặt em. Bỏ mặt em cũng được, anh còn quay lại hại em nữa. Nè, tao còn làm như vậy nè, tao sẽ kiện cậu đó. Minh à, đừng cãi nhau với anh con nữa, còn lên tiếng đi chứ. Bỏ đi, tìm được đồ rồi, tôi không truy cứu nữa. Nghe rõ chưa? Bỏ tay ra. Anh thật sự không định kiện em của anh sao? Dù sao đó cũng là em trai của tôi. Nhưng mà cậu ấy đối với anh như vậy, không lẽ tôi ra tòa chỉ tội nó để nó ngồi tù, làm cho ba tôi hận tôi? Tôi không làm được. Cậu xem giùm tôi có thể hủy án không? Để tôi giúp anh hỏi lại đồng nghiệp. Cảm ơn cậu. Hôm nay đúng là mất mặt quá. Đừng nói vậy mà. Người mất mặt không phải là anh. Tôi thấy anh đã rộng lượng rồi. Em của anh làm như vậy cũng không chấp nhất. Dù sao thì nó cũng ở bên cạnh tôi lúc tôi khó khăn. Đó là chuyện nên làm. Nếu không sẽ gọi lại người thân. Với lại tôi không tin anh không cho cậu ấy tiền. Có thì đã sao? Tôi vẫn cảm thấy tôi nợ nó. Làm người thực dụng vậy đó. Nếu tôi có người nhà như vậy, tôi thật sự không muốn gặp. Phải, chúng tôi ít gặp nhau. Nhưng nếu họ có chuyện gì khó khăn, tôi cũng không thể bỏ mặc được. Rốt cuộc vẫn là người nhà, đâu thể tuyệt tình như vậy. Anh đúng là rất giỏi. Họ đối với anh như vậy mà anh vẫn giúp họ. Không phải ai cũng nghĩ như anh đâu. Anh là người tốt. Thật ra tôi không hề trách họ. Lúc đó ba tôi không bán nhà phẫu thuật cho tôi, là vì hoàn cảnh lúc đó, lợi ích lúc đó. Đó là sự lựa chọn của ổng, không có gì đúng hay sai. Tất cả chỉ là sự lựa chọn, không có gì sai. Nhưng mà tôi lại không nghĩ vậy. Tôi cảm thấy nếu thế giới không có phân biệt đúng sai thì sẽ rất tệ. Đúng vậy sếp. Thì ra sếp cũng là một nhà triết học. Sếp Tỷ à, lâu rồi không gặp. Tôi tới lấy súng đó. Anh tới đây đương nhiên là để lấy súng rồi. Cũng không hẳn, cũng có thể tâm sự với sư tỷ mà. Sư tỷ, ông khoan đi đã. Chuyện gì nữa? Tôi muốn hỏi cô mấy giờ mới tan sở vậy? 10 giờ, có chuyện gì? Không, tôi muốn trả súng kịp lúc cô tan sở để có thể gặp cô đó thôi. Vậy thì lúc nào cũng có thể gặp cô rồi. Đâu có ai căng thẳng với anh vậy chứ. Trả súng thôi mà, anh có thể tự cất. Không được, không được. Để trong kho súng an toàn hơn, không có nhiều áp lực. Vậy thì tùy anh thôi. Cảm ơn sư tỷ nha, cảm ơn. Lúc trước cậu thích giữ súng mà, ra dáng hoài lắm, sao phải trả chứ. Thôi đi, có súng chỉ thêm lo thôi.
Tôi chết rồi, không lẽ để quên trong toilet? Không cần quay lại. Mất cái gì phải không? Cậu lấy của tôi hả? Tôi tốt bụng giữ giùm cho cậu thôi. Nè Stephanie à, trong lúc này tôi nghĩ anh không nên trả cho ảnh. Tôi cảm thấy có người phải mời ăn khuya mới được đó. Phải đó. Cảm ơn anh Thạp. Đừng có giỡn nữa, mau trả lại trước đi. Fanny, trả lại nhanh lên. Sao vậy, không giỡn được à? Hết chuyện giỡn rồi hả, lấy súng ra giỡn. Sao vậy, là điện thoại mà. Điện thoại hả? Anh Thạp à, hồi nãy tôi thấy anh cầm súng bỏ vào trong ngăn kéo rồi. Vậy hả? Anh Thập à, anh không sao chứ? Hình như anh đang bị stress đó. Mình